Ya mak dah dulu. Tình hình mắt nằm dài. Cô bữa nay mình nào là được mấy ngày đấy ta, mà cô mang ngay coi mấy mười như một tuần sau quay lại chứ. Mặt không còn nhiều lắm, nhiều lắm, chung là sướng cho sướng mà mười cái. Mà giá ông bị kiểu mình viêm nó đóng chỗ nào cũng có hết. Có lỗ chân lông nào cũng có. Chỗ là nó bị ế cái mặt luôn. À xít vậy đặt luôn hề. Dạ. Đặt cho em. Mua về cho mẹ em. Uống luôn. Uống nó ngủ ngon với lại khỏe người. Dạ. Có tiền thì mua cho đợi sau này anh có tiền để mua mua cho mẹ. Thế không phải sau này không có tiền mà sau này muốn mua cũng thì bảo hiểm được các mà thì cậu em cho ba mẹ thôi. Đúng rồi, ba mẹ đam cả đời. Sau này một mua cũng được hay. Lì ấy sợ. Lì làm kia. Ờ lì. Alo. Dạ chị, cái địa chỉ mình là số bao nhiêu chị? À 356/38 Hoàng Diệu của em. 356/38 à? Ừ. Dạ, dạ chị em đi hai người là làm luôn một lần được không chị? Được em, ăn rảnh em dạ, qua dạ. Luôn đi. Dạ dạ. Ok. Ba mấy.
mà chịu ngày nào vừa rau một con chưa hả? Được. Bây giờ họ một con. Với lại cái nó khỏe. Dạ. Sao mà? Dạ. Ngày nào uống người đang yếu thì uống ngày hai hũ. Không, bữa nay cũng kiểu như cũng khó ngủ hay không, uống cho khỏe người đó, giống như thuốc bổ rồi mà dần được càng tốt hơn. Sợ là làm thủ tục thuốc thì được mình uống để da xương đồ đỡ bị ấy, da này xương lão hóa. Có ly hay anh chịu ra luôn.